Thế giới này sẽ bị thống trị bởi ma cà rồng. Được rồi, lỗi con, tao buộc phải để con ở đây thôi. Gia đình này sẽ lo cho con. Tao xin lỗi con rất là nhiều. Thôi, ra đi đây. Tạm biệt con trai. Gì? Ờ? Gì đây? Tiếng khóc đứa trẻ nào vậy? Ai đây trời? Ai mà xuất hiện trong khu rừng của ta vậy? À, đâu à? Đứa trẻ nào đây không biết nữa. Rồi, tụi mày về trước đi đã. Đứa trẻ ở đây, tại sao nó lại xuất hiện trong một cái thế giới ma cà rồng của ta chứ? Mà ta có lên ăn thịt nó không ta, hút máu của một đứa trẻ còn. Này chắc ngon lắm á, nhưng mà khoan, nếu như ta làm việc đó thì người chị của ta lại không có dặn tối nay nữa. Thôi, chờ xíu đi, chút xíu ta sẽ hỏi chuyện với chị ta sau. Rồi, giờ đứa trẻ chắc để cho nó nằm đi, chỗ này cũng êm rồi. Chết rồi, người chị của ta đem bị con người tấn công tàu phải trắng nhóc này nhanh để ham thịt nó lấy sức mạnh rồi. Tại sao ta không bắt? Tại sao ta không phải đốt phố thì nó hả? Cái chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Giờ mình làm cách nào đi? Đứa trẻ này nó bị mình không thể hút được máu nữa. Đứa trẻ này không lẽ nó có một sức mạnh gì đó ta? Được thôi, nếu như tao mút được máu người ta sẽ biến làm ma rồng luôn. Nhóc này cũng lớn nè, giờ anh về chạy đi. Quay. Ai vậy? Trời, mình ra khỏi tổ rồi. Ủa, mình là ai vậy? Tại sao mình lại có răng nanh? Không sao không sao, Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em nha. Ủa, chú ơi, chú này là ai vậy? Ta là ba của người đó. Thôi. Ba của con là sao? Thì ta là người biến người thành ma cà rồng biết là sao? Ma cà rồng là cái gì vậy? Con không biết gì hết là trơn. Là một sinh vật cực kỳ mạnh. Ghê. Ủa? Khi màn đêm buông xuống, hiểu chưa? Cái gì vui quá nè. Để xuống đây nhanh à. Ủa chú ơi, con là ai vậy? Tại sao con lại xuất hiện ở đây? Mày không phải con người. Ta nói rồi, ba ngươi là con trai của ta. Giờ ta đặt tên ngươi đó chính là Sầu Riêng nghe chưa? Sầu Riêng hả? Chú đã nói mình là ma cà rồng. Vậy là mình là ma cà rồng Sầu Riêng hả? Phải không chú? Đúng rồi. Đi theo ta nè. Đi đâu? Đi sao? Đi xuống đây, hôm nay ta chỉ dạy cho ngươi cách biến hóa thành ma cà rồng thành tựu. Ma cà rồng không thể sống được vào buổi sáng á. Ui, tại sao vậy? Vì ánh nắng mặt trời sẽ thiêu chết chúng ta. Hả? Tất cả loài ma cà rồng nào chỉ có thể sống vào ban đêm mà thôi. Loài ma cà rồng có trong thế giới này có hai dạng ma rồng. Một dạng ma rồng hút máu và một dạng ma cà rồng chuyên ăn thịt. Ta chính là ăn thịt người đó. Ui, sợ quá, phải ban nó thôi. Ta chính là dạng chuyên ăn thịt người. Ăn thịt người hả? Ôi, chú đừng ăn thịt con, ghê lắm. Ta nói rằng ta là ba ngươi mà ta ngươi bị đen à? Dạ, chú là ba con hả? Dạ, thưa ba. Con không ngươi có nhớ gì. Một dạng ma cà rồng ăn thịt người luôn. Tại do con... ta đã truyền, ta đã biến đổi ngươi rồi. Con không có ký ức gì hết trơn, con quên hết trơn. Con không biết sao con đẻ ra nữa. Trời ơi, nhưng mà học cái gì vậy chú? Thì chú dẫn rồi. Chú dẫn con đi học mà chú không dạy với trơn hả? Dạ, ta sẽ dạy cho ngươi biết cách một cách ma rồng là cũng có thể biến được. Hãy nhìn kỹ nè. Ôi, dễ thương quá. Chú ơi, chú đâu rồi? Dễ thương quá, đâu rồi? Tôi sẽ học cách biến thành một con dơi. Con đâu rồi, chú đâu rồi? Em bay vòng nữa. Chú đứng yên kìa. Lên đầu chú đi. Bay đi lên mọi trời rồi vậy là... Chú ơi, cứu con chú ơi. Học cách bay đây. Chú ơi, trời ơi, chú ơi. Con không biết bơi, ma cà rồng mà sao biết bơi được. Ủa mà chú, ma hồi nãy biết bơi. Hồi lúc con còn nhỏ con có nghe cái gì loáng thoáng là chú nói gì chị, chú bị gì vậy chú? Thì ta đã bị tấn công rồi, thế giới này của ta thì hiện tại đang rất ít loài ma cà rồng. Nên ta
ta biến đổi người thành ma rồng một loài giống ta dần đi. Ở đây học cách biến hóa giờ đi. Tao thì trèo lên người ta nè. Dạ, trèo lên rồi. Chú làm gì dạ, vậy? Hãy ra. Đây rồi, cái nhà nhỏ xinh xinh đi rồi. Dạ, chú bỏ con. Ủa, này là nhà gì vậy? Tiếp xuống cái nữa coi. Rồi, có chuyện gì chú? Nghe là sao? Dạ, ngươi sẽ ở trong cái căn nhà này. Nếu như ngươi chưa biến từ thằng dơ thì ngươi sẽ không có lần đâu. Hả? Chú ơi! Hãy có biết. Ở đây biết nước. Giờ bay lên. Nước ở đây con không có biết bơi chú ơi. Chú ơi! Cố gắng nào, học cách biến thằng dơ đây. Thôi, con không biết biến chú ơi. Ủa, đây có đồ ăn nè. Trời ơi, chú này về, chú này tốt mà chú giả bộ hoài. Để mình ăn mấy cái cờ này vô coi. Trời ơi, sao ma cà rồng mình trở thành ma cà rồng cái mình không ăn được mấy cái này vậy trời, ăn vô mắc ói quá à. Trời ơi, ơi khó chịu quá. Ơi, mình thèm, tự nhiên mình thèm cái gì có mùi, cái màu đỏ giống như là có mùi máu vậy đó. Chỉ có làm thì mới có ăn. À, có mấy bé mực kìa. À, đồ ăn đây rồi. Nhưng mà mấy bé mực ở dưới nước, mình không có xuống nước được thì làm sao ăn bây giờ, trời ơi. Phải làm sao đây, nó bụng quá rồi. Thôi được rồi, bây giờ mình mà cứ than hoài thì cũng không có cách đâu. Bây giờ mình phải tập nhảy thôi, tập bay thôi, nhảy nè. Ây da, không được hả? Được rồi, lần thứ hai. Ây da, trời ơi, gãy chân người, áo quá. Ây da. Ủa, bây giờ, hả? Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà, phiêu chiêu rồi. Cái gì vậy? Mình đâu biết là một con dơi thôi nè mấy bạn ơi. Ơ nhưng mà con dơi của tôi sao biến thành mặt ngáo quá vậy? Gì kỳ vậy? Ôi tôi biến thành được một con dơi nè. Tôi biến dơi này, tôi thành công rồi. Tôi thành công rồi mấy bạn ơi. Không thấy gì cho tôi bay được rồi nè. Hay tôi bay ghê không mấy bạn ơi? Xem té. Ôi da, gọi luôn. Ôi, tôi bay yếu à, tôi bay dởm quá à. Bay lên cái... Ủa? Ê, tôi bay tới nhà luôn rồi nè. Trời ơi, khoan, tôi có nên vô chọc chú của tôi xíu không ta? Ừ, ha. Mà ở với chú đó là lâu rồi mà mình vẫn chưa biết chú tên gì nữa. Trời, thật là đứa cháu bất hiếu mà. Được rồi, mình vô chọc chú cái coi. À, không biết chú đang ở đâu ta? Nhây! Gì vậy? Đứa nào mới đánh tay vậy? Chú không biết. Còn dơ nháo rồi đây. Mày là con dơ nào mày muốn tao nhai nhai đầu mày không á? À, được lắm, tao đừng đói, tao nhai đầu mày luôn nè. Ơi, chú nhai đầu đi. Trời ơi. Thấy mày rồi, nhai đầu mày nè. Chú ơi, chú nghe con nói giùm chú. Nó, giọng này quen quen ta. Chú ơi. Thằng nhóc chi đã bên kia làm sao nó la được trời. Làm sao biết được tôi đã trở thành dơ nhỉ? Chú ơi, đây nè, con nè, sau lưng nè. Nó đâu vậy? Đây nè. Không lẽ thằng nhóc đó hả? Đúng rồi. Tôi biết thằng dơ hả? Chứ sao chú? Hang đang đang tàn. Tàn. Thấy con giỏi chưa? Dạ. Con đã có cơ cánh rồi nè. Bây giờ, con hơi bụng quá chú ơi. Con ăn con bò của chú nha. Dạ. Đó, thì nó ăn đây. Dạ, ok. Hút máu ở đây. Nhầm ơi, con thịt luôn, con không hút máu đâu. Hút máu nó biến thành con bò ma cà rồng nữa. Quá trời luôn, wow. Ngon quá. Vậy là bây giờ con có thể ở nhà bên đây rồi phải không chú? Được, đây rồi. Yeah. Ơi vậy, trời ơi, tính ra con đã ở với chú mấy năm rồi đó. Chú dẫn con đi tham quan ngôi nhà này được không? Chú bí ẩn quá à. Gia đình ma cà rồng này bí ẩn quá à. Cứ đi tông quay vòng vòng đi. Dạ. Con ngủ vậy. Giờ này còn tối mà chú, sao chú ngủ dậy sớm quá vậy? Tao đi ngủ. Sáng mai tao có việc. Đâu rồi tao bây giờ? Tao đi ra ngoài ăn sáng. Cái gì vậy chú? Bây giờ mình sẽ đi tham quan ngôi nhà này của chú ma cà rồng nè. Wow, đây là một cái thư viện siêu đẹp luôn mấy bạn ơi. Một cái thư viện tuyệt vời luôn nè. Nè, lên đây. Ui, lên đây là gì vậy chú? Ui. Cái này là cái nhà tắm ma cà rồng cũng tắm luôn. What the hell, ở sạch dữ. Phòng ơi, là phòng này. Không có hả? Ờ dạ, ok, cảm ơn chú.
Ui, ở đây có cái trứng gì luôn nè. Quá wow, đã quá ta. Ui, công nhận mình sướng thiệt chứ. Mình vô được gia đình ma cà rồng này nuôi nè. Quá đã luôn. Thôi rồi bây giờ ui trời ơi, trên này là cái phòng bự khổng lồ, siêu to khổng lồ luôn. Ủa, trên này có cái đường cái gì phòng của ta. À dạ dạ con biết rồi. Đây là loại gì vậy? À, trên đây là cái kho hả? Kho lương thực thực phẩm hả? Ồ. Dạ dạ, ok. U vậy tính ra ma cà rồng cũng gọi là khỏe quá. Cái lúc này ở nhà sướng muốn chết luôn á chú. Hai. Bây giờ đợi trời sáng rồi con cũng đi ngủ rồi. Bây giờ con cũng hơi buồn ngủ rồi, nhưng mà phải trời sáng đúng như chú dạy con mới ngủ được. Mà sáng rồi đó. À vậy hả? Con thấy còn rồi cũng còn tối mà ta. Sáng chưa? Tối à? Dạ. Đúng rồi, chừng nào sáng con mới ngủ giờ được. Giờ này khoảng tầm ta nhớ là khoảng 5 giờ mấy sáng rồi đó, gần sáng rồi đó. Ê, sáng rồi kìa chú. Ôi chú ơi, vô nhà lẹ. Vô nhà lẹ, chết bây giờ nghe chú ơi. Sao vậy? Chú đâu rồi? À, đi ngủ đi. À, dạ dạ. Vô rồi. Dạ, rồi thôi bye bye chú nghe, chú ngủ ngon. Ôi, trời ơi, công nhận trở thành người ma cà rồng sướng thiệt các bạn ơi. Mình có thể gọi là đi đây đi đó, rồi có thể biến tùm lum tùm lưa và có thể ăn thịt, hút máu đồ những động vật còn sống nè. Nhưng mà mình nghe nói con người đồ ác lắm, nhưng mà không biết con người có ăn được không ta. Thôi mai mốt mình sẽ trả thù con người cũng được. Hey, ok ngủ thôi. Chết rồi. Ta đã nhầm lẫn rồi. Đây không phải là một ngôi nhà bình thường. Đây là ngôi nhà ma cà rồng của bộ tộc ma cà rồng. Bây giờ con trai của ta xin lỗi con, nhưng mà bây giờ ta không thể để con gặp nguy hiểm được. Bây giờ mình phải vô giải cứu nó thôi. Con trai ơi, đợi ta. Hả cô ta ra? Sao ta nghẹt? Hả cô ta ra? Hả? Tiếng gì vậy? Gì vậy? Hả con ta ra gì vậy? Tiếng gì vậy? Hả cô ta ra? Ủa? Chú ma cà rồng người nào dám vô tới đây? Ủa? Có chuyện gì vậy chú ma cà rồng? Chú ma cà rồng ơi! Có một con người đang quanh quẩn gần đâu đây. Được lắm, tới. Cả người hãy hả con ta ra? Hả? Con nghe tiếng hắn gõ gẹn kìa. Chắc hắn đang cũng gần đâu đây thôi. Ủa hả con ta ra là sao? Tự nhiên hả con ta ra đi lại đây đòi con vậy? Hey, coi chừng nó giết ngươi bây giờ đó. Thầy không sao đâu, con là con ma cà rồng mà con sợ gì. Nhưng mà trời hơi sáng nên thì giờ đây là buổi sáng. Trời hơi sáng nên chú đứng xích vô nha. Chú đứng xích vô nha. Tôi cũng bị luôn đó. Dạ không sao đâu con đứng xa rồi, con cách ly rồi. Rồi ok chưa, con mở cửa nha. Hả? Ai vậy? Hả? Hãy chết đi. Ai vậy? Trời, người đừng lo, ta vẫn chưa chết được đâu. Hả? Ê, chú ma cà rồng. Ủa? Vậy ngươi là ai? Con trai của ta, lâu ngày rồi không gặp con. Ta nhớ con nhiều lắm. Ngươi là cha ta. Đồ nói láo. Ngươi không phải cha ta, chú ma cà rồng mới là cha ta. Con nói gì vậy? Ta chính là cha của con đây. Quên đi. Con trai. Nắng quá. Không được rồi. Đứng lại. Đường hầm gì đây? Đứng lại. Nghe cha nói nè con, đứng lại đi. Con là con của ta mà. Đứng lại. Nắng nóng quá. Cháy. Cháy cơ thể mình rồi. Đứng lại nhanh lên. Đứng chơi. Hắn đâu rồi? Hắn đi rồi. Phải nhanh lên, phải nhanh tay chân lên tay lên. Không được rồi. Dạ. Hắn nói hắn là ba mình nhưng mà thật ra chú ma cà rồng mới là người đợi nuôi nấng mình mà. Con trai à, lại đây với cha nè con trai. Lại đây nào con trai của cha. Ngươi đi ra, ta không có người cha nào như ngươi hết trơn. Nếu ngươi là cha ta thì ngươi đã bỏ ta rất là lâu rồi. Ngươi bỏ cho ta. Vậy? Cha đâu có ngươi bỏ con đi. Đâu. Đi về với cha nè con trai. Bây giờ con không về thì ta sẽ không để yên cho con đâu. Đi ra đi, ta không biết con người như ngươi đâu. Bây giờ ta sẽ bắt con. Con đi ra. Không về thì ta sẽ bắt con. Ê, sao có lẽ người ta. Đi lên. Cái gì vậy? Đi. Cái gì vậy? Nắng quá, nắng nóng quá. Mình sắp chết rồi, không ổn rồi. Bây giờ, ta sẽ cho người chết. Người đi ra không? Chết hả? Không biết ai chết nè. Người đi lên đi. Người có đi ra không? Bây giờ ngoan ngoãn về hay cha không? Nóng quá. Cái gì vậy? Một người chơi yếu vậy? Cái gì vậy? Nóng quá. Giờ tỉnh chưa đây hả? Hả? Chú, ma cà rồng. Ừ. Ủa sao chú còn ở đây? Hồi nãy con... Ủa? Trời tối luôn rồi hả? Cái thằng kiếm rẻ đèo đó làm gì với người ta? Ủa vậy hồi sáng chú bị sao vậy? Chú biến mất tiêu luôn. Ta chỉ bị
ta chém một cái nhưng mà ta cơ thể ta vẫn đang lành, ta đang tất cả những vết thương á đang lành lại nên ta đã sống lại thêm một lần nữa. Vậy là sức mạnh của chú là thượng thừa, đâu ai giết được chú đâu phải không? Đương nhiên, nhưng mà ta cũng có một việc nói với con nè. Con cũng có một việc hỏi chú. Ta nghĩ con đó mới là ba ruột của người đó. Ba ruột là sao? Chú nói gì vậy? Là cái thế không phải ba ruột của con, chú mới là người thân duy nhất của con không có người thân nào ngoài. Không. Là sao? Con đó mới là đúng là người thân của con. Ta không chắc vì lúc trước ta đã nhặt con ở một trong cánh rừng ở gần đây. Vậy là ta nhặt được con nhưng mà lúc đó ta định là hút máu của người mà người có một nguồn năng lực đó, ta không thể hút máu được, người ta đã biến thành ma cà rồng đó. Vậy là chính là do chú là người đã biến con thành ma cà rồng chứ chú con không phải là ba ruột của con hả? Đương nhiên. Nhưng mà con vẫn cảm thấy chú là ba ruột của con. Sao chú lại giấu con? Vậy sao chú lại giấu con? Giấu nào? Chú không nói cho con biết từ ngay từ đầu. Nhưng mà rồi người biết người không có tin được đâu. Chú ơi, rồi vậy rồi cái người hồi nãy hồi sáng đánh con đâu rồi? Hắn ta đâu rồi? Hắn ta chắc là trốn được rồi. Thôi chỗ này cũng không còn an toàn đâu. Chỗ này có con người ta bắt đầu dần biết tới chỗ này có ma cà rồng rồi. Hắn nó chắc chắn hắn chỉ về kêu thêm người tới đây và tiêu diệt bọn ta thôi. Phải kiếm cách để đi qua một nơi nào đó khác mới được. Vậy bây giờ hay là bây giờ mình bỏ trốn đi chú, được không? Cũng được á. Thôi đi thôi, nhanh đi. Đi. Đi không con người là kéo tới đây giờ. Đi thôi. Ui. Ơi, cuối cùng thì mình cũng phải rời khỏi nơi đây thôi. Nơi đây chính là nơi mà mình sống từ nhỏ đến lớn và mình xem đây là ngôi nhà của mình đây. Nhưng mà thật là đáng ghét khi tên con người đó lại là ba của mình. Thật không thể tin được. Bye bye các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. See ya. Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé.